Câu 20, đặt logarit 3a bằng a khi đó logarit của 16, 27 bằng. Thì ở đây các bạn cần nhớ những công thức sau đây. Công thức thứ nhất đó là liên quan về logarit AB. Đổi vị trí thì bằng 1 phần logarit BA. Được chưa ạ? Công thức thứ hai đó là liên quan về logarit AB alpha thì bằng mang alpha ra ngoài, vậy là alpha logarit AB. Công thức thứ ba đó là logarit A alpha B thì mang ra ngoài bằng 1 phần alpha logarit AB. Được chưa ạ? Vậy tương tự logarit 16 16 27 thì mình thấy rằng 16 chính là 2 mũ 4, 27 chính là 3 mũ 3, vậy là logarit 2 mũ 4 3 mũ 3. Bắt đầu mình làm kết hợp mang hàng ngày ra ngoài là 3, mang hàng ngày ra ngoài là 1/4, vậy ra 3/4 logarit 2 3. Nhưng đề bài cho logarit 3 2 thì các bạn nhớ bằng 3/4 1 phần logarit 3 2, vậy bằng 3/4 nhân a. Chọn đáp án.